Xin chào các bạn đã quay lại với kênh Anh Minh Audio của mình. Trong tập trước, phát hiện ba người từng trần chính là người quen trong buổi đấu giá tại Đông Quang Thành. Hơn nữa tu vi cao nhất trong đám người chỉ là trung kỳ thánh chủ mà thôi, làm cho trong lòng quỷ trận thánh chủ hoàn toàn buông lỏng, hắn cười khinh thường một tiếng nói. Dựa vào ba người các ngươi mà cũng muốn cướp đồ trên người bản tọa sao, các ngươi có biết chữ chết viết như thế nào không? Từng trần nghe vậy thì suy cười một tiếng, thẳng nhiên nói. Ta đã dám đến, tự nhiên là có điểm dựa vào. Hạ hầu tiền bối vừa mới đại chiến một trận, tiêu hao rất lớn, lúc này đối địch với ta, cũng không phải là quyết định sáng suốt gì nghe từng trần thản nhiên chậm rãi nói khóe mắt hạ hầu tôn không khỏi có chút co giật thậm chí nhìn không được cười ha hả một thánh chủ trung kỳ mà thôi có tư cách gì dám làm càng trước mặt mình như vậy nhưng trong lòng hắn cũng nghi hoặc mình cho dù trọng thương bây giờ vẫn khống chế thi khôi đại trận trên mặt ba người này rõ ràng không có nửa điểm kinh hoảng rốt cuộc có chỗ dựa gì điều này khiến trong lòng hạ hầu tôn hơi trầm xuống hắn bây giờ cũng không muốn đại chiến một trận nữa thường thế trước đó mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng không nhẹ quan trọng nhất là thánh nguyên trong cơ thể còn thừa không nhiều nếu như đối mặt một cao thủ giống như hỏa lão hắn chắc chắn phải nằm xuống là không thể nghi ngờ nhưng mà đám người từng trần đã sớm ẩn nút ở chỗ này chỉ dựa vào mấy câu nói hiển nhiên là không thể dọa lui hắn nghĩ tới đây trong lòng hắn phát lạnh xác ý lần nữa sinh ra được được đã rất lâu không có ai dám làm càng trước mặt bản tọa như vậy tiểu tử ngươi cho rằng bản tọa trọng thương là có thể đánh bại bản tọa sao ngươi suy nghĩ nhiều quá rồi hôm nay ta sẽ cho ngươi kiến thức lợi hại của bản tọa hạ hầu tôn vừa nói xong đột nhiên thúc giục thủ quyết chỉ một thoáng từng luồng lực lượng vô hình từ trong thân thể hắn tràn ra ngoài trong nháy mắt tràn vào trong cơ thể mấy con thi khôi kia hai con ngươi của mấy con thi khôi bỗng dưng mở ra nổ bắn ra hàng quan dọa người tiểu tử ngươi phạm phải sai lầm lớn nhất chính là quá tự tin sau khi bị phát giác rõ ràng không lập tức động thủ còn có thời gian nghe bản tọa nói nhảm ha 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 lúc trước bản tọa ăn thượng cổ thánh đan đủ để trong thời gian dài như vậy chữa trị bộ phận lực lượng bản tọa cho bản tọa đi chết mấy con thi khôi này dưới sự thúc giục của hạ hầu tôn lập tức hóa thành một đại trận hung hãn đánh tới phía tầng trần bạo phát ra sát cơ đáng sợ trên mặt đám người hỏa lão cùng đao vương mộ chi phong đều lộ ra vẻ sợ hãi bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới quỷ trận thánh chủ trong thời gian ngắn như vậy đã chữa trị nhiều lực lượng như thế nếu như giờ phút này thi khôi đại trận này nhằm vào bọn họ lấy lực lượng của bọn họ căn bản không ngăn cản được nhưng trên mặt tầng trần lại không có chút kinh hoảng nào mà là mỉm cười nhìn những thi khôi này nhào về phía mình cười lạnh nói quỷ trận thánh chủ ngươi cho rằng bản thiếu nói nhảm với ngươi nửa ngày là cho rằng mình tự tin sao mà là vì lúc ngươi khôi phục tu vi bản thiếu cũng đang âm thầm tìm hiểu đại trận của ngươi trong lời nói từng trần nhanh chóng bóp quyết từng luồng tử vong lực đáng sợ từ trong thân thể hắn bỗng dưng cuốn ra thoáng cái đã chui vào trong thân thể mấy con thi khôi kia trên thân mấy con thi khôi này chợt sáng lên từng đạo phù văn chói mắt những phù văn này phát ra khí tức âm lãnh không ngừng lưu chuyển chính là cấm chế khống chế những thi khôi này tế luyện nhưng dưới sự thôi động của từng trần những phù văn này vậy mà không ngừng nổi lên sóng gió hung hăng đánh về phía bọn thi khôi ý chí hung hãn trên người cũng bỗng nhiên biến mất ánh mắt xanh lét lóe ra Hình như là đang bị cướp lấy quyền điều khiển. Điều này sao có thể? Hạ hầu tôn quá sợ hãi. Dưới lực lượng của Tần Trần Quế nhiễu, hắn phát hiện những thi khôi này dường như muốn thoát khỏi sự trói buộc của mình. Phải biết rằng những thi khôi này là hắn ngày đêm vất vả tế luyện ra. Mỗi một con đều hao phí không biết bao nhiêu bảo vật cùng tâm huyết mới gieo phù văn cấm chế trên người bọn nó, tạo thành thi khôi nghe hiệu lệnh của hắn, nhưng lại trong nháy mắt bị Tần Trần Quế nhiễu khiến trong lòng kinh hãi không thể tưởng tượng được. Mà trong lòng Tần cũng có chút kinh ngạc. Phương pháp tế luyện cổ thi khôi này quả thật có chút trình độ. Tần trần nắm giữ quy tắc tử vong cũng nắm giữ thi hài chiến tộc trong cơ thể càng có bản nguyên tử vong lý giải đối với quy tắc tử vong không phải bình thường đồng thời hắn còn là truyền nhân của bộ thiên cung sở hữu bộ thiên chi thuật trên trận đạo trình độ phi phàm khôi lỗi chi thuật bình thường dù có mạnh hơn lấy tạo nghệ tu vi hiện tại của Tần trần trong chốc lát cũng có thể khống chế nhưng thi khôi chi thuật này trong thời gian ngắn hắn không cách nào nhìn ra bản chất chân chính của phù văn thượng cổ này chỉ có thể thoáng quấy nhiễu đây chính là một chuyện làm cho từng trần có chút ngoài ý muốn khó trách quỷ trận thánh chủ tại nam thiên giới có thể gây ra phong ba bực này người này đạt được trận pháp truyền thừa đích xác không phải bình thường hẳn là truyền thừa của một đại năng viễn cổ trận pháp nào đó trong lòng từng trần suy nghĩ thân sắc lại không nhúc nhích chút nào quấy nhiễu mấy con thi khôi kia thân hình nhón một cái hung hăng đè xuống quỷ trận thánh chủ từng tiếng ầm ầm vang lên trong hư không xuất hiện bàn tay to lớn trên bàn tay hỏa diễm vô tận đang thiêu đốt là lực lượng thiên hỏa quỷ trận thánh chủ này tu luyện công pháp tà ý thiên hỏa thuần dương trấn áp hết thảy tự nhiên có áp chế cực tốt đối với hắn một tiếng nổ đùng không khí bỗng nhiên trở nên nóng rực không gì sánh được trong lực lượng hỏa diễm này càng ẩn chứa thần thông khởi nguyên vô số khởi nguyên tạo hóa hiện lên mang theo sát lục ý cảnh từng trần vừa lên liền toàn lực ra tay căn bản không có bất kỳ sự lưu thủ nào một chưởng này nếu có thể đánh trúng đối phương quỷ trận thánh chủ này nhất định sẽ trọng thương nhưng thánh chủ quỷ trận này làm sao lại để cho từng trần dễ dàng đắc thủ trong nháy mắt cảm nhận được thi khôi đại trận bị quấy nhiễu hắn nổi giận gầm lên một tiếng bản nguyên trong cơ thể thiêu đốt chỉ một thoáng quỷ khí âm u vốn ảm đạm xuống lại tràn ra lần nữa quỷ vương phong đồ đại trận hóa thành vô số hư ảnh khô lâu tấn công về phía tầng trần hư bàn long hắc ngọc giáp theo tiếng quát vang lên trên người tầng trần vô số lưng giáp đen kịt xuất hiện lưng giáp dũng động như nước vậy mà hóa thành một con bàn long dữ tợn mà cả người hắn lù lù bất động lại đón đợi những hư ảnh khô lâu này hung hăng tấn công hư ảnh khô lâu này chính là ngay cả đao vương mộ chi phong đều có thể trọng thương tầng trần mặc dù tự tin nhưng đương nhiên không dám khinh thường trực tiếp thúc giục phòng ngự mạnh nhất bàn long hắc ngọc giáp buồn cười hộ giáp có thiếu sót cũng dám thi triển ra thấy từng trần thi triển ra bàn long hắc ngọc giáp quỷ trần thánh chủ vốn còn có chút lo lắng trong lòng đột nhiên đạm định lại hắn cũng tham gia đối giá hội đương nhiên biết được phòng ngự của bàn long hắc ngọc giáp này chỉ là cấp bậc thánh chủ trung kỳ đỉnh phong mà thôi thậm chí còn có thiếu sót từng trần trong lúc này thi triển ra bộ giáp này hiển nhiên vật này đã là vật phòng ngự mạnh nhất của hắn hắn cười gằn lập tức thôi động thủ quyết ánh mắt lạnh lẽo những hư ảnh khô lâu kia lập tức xoay tròn trực tiếp cắn xé đến tim và hậu tâm của chiến giáp trên người từng trần đây là chỗ tổn hại của bàn long hắc ngọc giáp tức khắc vô số hư ảnh khô lâu hung hăng cắn xé trên bàn long hắc ngọc giáp của tầng trần khoảnh khắc sau vẻ mặt quỷ trận thánh chủ lập tức cứng đờ hư ảnh khô lâu đầy trời kia nhao nhao cắn xé trên bàn long hắc ngọc giáp bộc phát ra tiếng gầm rú chói tai trong vô tận nổ vang lòng giáp trên người tầng trần nguy nga sát khí ngút trời những hư ảnh khô lâu này nhao nhao bị đánh văng ra vậy mà hoàn toàn không thương tổn đến tầng trần chút nào sao có thể như vậy lần đầu tiên quỷ trận thánh chủ khiếp sợ đến ngây dại giờ phút này bàn long hắc ngọc giáp trên người tầng trần toàn thân hoàn hảo không tổn hao gì ánh sáng đen nhánh chảy xuôi nào còn có nửa điểm tổn hại quỷ trần thánh chủ rõ ràng nhớ rõ lúc đấu giá ở phủ thành chủ bàn long hắc ngọc giáp này là tổn hại cho nên mới chỉ đấu giá bốn thánh chủ trung phẩm thánh mạch mà trong mấy ngày ngắn ngủi bàn long hắc ngọc giáp này vậy mà được chữa trị tiểu tử này làm sao có thể chữa trị được không chỉ có quỷ trần thánh chủ kinh hải hỏa lão và đao vương mộ chi phong ở phía xa cũng hiện ra vô tận khiếp sợ ngây ngốc nhìn từng trần từ trong hư ảnh khô lâu vô tận kia đột nhiên xung phong ra giống như chiến thần khí tức trên người kẻ này rõ ràng không khác biệt lắm so với thiếu bảo chủ lưu hỏa bảo nhưng vì sao thực lực lại mạnh như vậy cho dù có bàn long hắc ngọc giáp thủ hộ cũng không thể dễ dàng ngăn cản như vậy đào vương mộ chi phong khiếp sợ đến mức con ngươi đều sắp trận trừng đến nổ tung hắn biết rõ uy lực của quỷ vương phong đô đại trận ngay cả hắn cũng không thể dễ dàng ngăn cản mà tu vi tiểu tử này yếu như vậy cho dù có chiến giáp thủ hộ cũng không thể nhẹ nhõm như thế quỷ vương phong đô đại trận chỉ như vậy mà thôi từng trần khẽ cười một tiếng bàn tay giữ tận quanh quẩn thiên hỏa kia bỗng nhiên vỗ xuống quỷ trận thánh chủ bất chấp khiếp sợ trên người đột nhiên lao ra hai xúc tu màu đen hai cái xúc tu màu đen này hóa thành hai dây leo thô to thế như dao long xuất hải một cái hướng phía trước người tần trần quét tới một cái ngăn lại trước người mình làm phòng hộ thế nhưng ở dưới bàn tay hỏa diễm của tần trần cầm bắt chỉ thấy một cái xúc tu trong đó nhanh chóng bốc cháy lên hỏa diễm chói mắt quỷ trần thánh chủ dưới sự đau đớn trong miệng phát ra một tiếng gào rú phẫn nộ mà cùng lúc đó một dây leo khác đã quét tới trước người tần trần hư không nổ tung dây leo ẩn chứa uy lực đáng sợ quét ngang xuống mi mắt từng trần co ruột lại không dám dừng lại tại chỗ lập tức lóe lên một cái biến mất giữa không trung mà cái dây leo bị từng trần oanh trúng khi trước hỏa diễm thiêu đốt bất quá sau một trận hắc quang hiện lên hỏa diễm liền bị dập tắt dây leo sắp gãy cũng theo đó khôi phục như lúc ban đầu sao lại như vậy từng trần một lần nữa hiển lộ ra thân ảnh cũng hơi giật mình Quỷ trận thánh chủ này dưới tình huống như vậy lại còn có thể bộc phát ra sức chiến đấu như thế hơn nữa hai cây dây leo trên người đối phương tựa hồ là một loại bí bảo chẳng những lực công kích kinh người hơn nữa còn ẩn chứa khiếp người năng lực phòng ngự làm cho từng trần có chút đau đầu từng trần giật mình nhưng sự khiếp sợ trong lòng quỷ trận thánh chủ thì càng thêm khó tả trong đầu hắn truyền đến từng trận mê muội giờ phút này chiến đấu đã tiêu hao hết đại bộ phận lực lượng của hắn hai sợi xúc tu kia là hắn lấy được từ trong bí cảnh nào đó là hắn đòn sát thủ không ngờ ngay cả đòn sát thủ của hắn cũng không thể bắt được từng trần giờ khắc này quỷ trận thánh chủ không còn dục vọng tiếp tục chiến đấu với từng trần nữa thân hình nhoáng một cái hóa thành một vệt sáng muốn thoát khỏi nơi này từng trần hừ lạnh một tiếng cười nhạo nói muốn đi sao trước mặt bản thiếu sợ là trốn không thoát trong khi nói chuyện lực lượng không gian quanh thân từng trần bắt đầu dũng động thân hình bỗng nhiên biến mất tại chỗ sau một khắc hắn đã xuất hiện trước mặt quỷ trận thánh chủ trong tay bỗng dưng xuất hiện một thanh lợi kiếm là dị xét thần bí một cổ lực lượng âm lãnh trong nháy mắt tràn ngập ra ngoài kiếm khí trùng thiên chém xuống phía quỷ trận thánh chủ cho dù quỷ trận thánh chủ kiến thức rộng rãi giờ phút này cũng không khỏi giật nảy mình kinh hãi nói đây là thân pháp gì thần thông không gian tốc độ thân pháp quỷ bí khó hiểu như vậy dù là mình cũng không bằng nếu như đối phương một mực thi triển thần thông không gian chỉ sợ mình căn bản không trốn thoát được sắc mặt quỷ trần thánh chủ lập tức âm trầm xuống. thời khắc nguy cấp như vậy, quỷ trần thánh chủ không lo được quá nhiều. hai cây dây leo màu đen trong nháy mắt ngăn cản trước mặt quỷ trần thánh chủ, kiếm khí tung hoành, quỷ trần thánh chủ chỉ cảm thấy một cổ lực lượng âm lãnh đáng sợ tràn ngập đến, sắc mặt bỗng dương trắng bệch, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. nếu hắn ở thời kỳ toàn thịnh, có lẽ còn có thể ngăn cản được kiếm trị thần bí của tần trần, nhưng dưới tình huống trọng thương, lập tức trở nên vô cùng chật vật. ngươi muốn chết? quỷ trần thánh chủ phẫn nộ gào thét, ngươi thật sự cho rằng ta không có biện pháp bắt được ngươi sao? quỷ vương phong đô đại trận nổ cho ta lời nói hạ xuống trong mảnh thiên địa này vô số lực lượng âm lãnh bỗng nhiên nổi lên sóng gió vì chạy trốn quỷ trận thánh chủ này lại muốn tự bạo quỷ vương phong đô đại trận một khi đại trận tự bạo sẽ sinh ra uy lực đáng sợ bao nhiêu thậm chí so với quyền sáo tự bạo của hỏa lão còn đáng sợ hơn nhiều ngay cả thánh chủ hậu kỳ cũng phải thụ thương từng trận thế vậy thì ánh mắt liền trở nên hung hãn trong hai con ngươi thần hồng tăng vọt chỉ thấy trong hư không từng cây trận kỳ hiện ra những trận kỳ này có tư thế đặc biệt hình thành một cổ ba động quỷ dị đang tan rã lực lượng của quỷ vương phong đô đại trận từng trần từ lúc ở phòng đấu giá đã biết được trận đại chiến này đã sớm tế luyện vô số trận kỳ chính là vì phá tan trận pháp của quỷ trận thánh chủ trận này vừa ra quỷ trận thánh chủ liền cảm thấy lực lượng của quỷ vương phong đô đại trận của mình đang nhanh chóng yếu bớt cái gì ngươi cũng là một trận pháp đại sư quỷ trận thánh chủ quá sợ hãi trong lúc kinh sợ càng thêm hung ác vô dụng thôi trận pháp của ngươi thiếu mắt trận tỏa trấn mà quỷ vương phong đô đại trận của ta tự bạo không có lực lượng cường hãn trấn áp ở mắt trận ngươi căn bản không ngăn cản được nghe quỷ trận thánh chủ nói vậy khóe miệng từng trần hiện lên nụ cười nhạo một tiếng ầm vang lên trong thiên địa xuất hiện một hư ảnh cung điện đáng sợ trên cung điện này vô tận khí tức hỏa diễm bạo quyển lập tức trấn áp quỷ vương phong đô đại trận khí tức tử tiêu đấu xuất cung tràn ngập ra toàn bộ thiên địa đều đang chấn động đây là bảo khí tôn giả chẳng lẽ là tử tiêu đấu xuất cung của thiên hỏa tôn giả rốt cuộc ngươi là ai quỷ trận thánh chủ hoảng sợ trơ mắt nhìn tử tiêu đấu xuất cung trấn áp xuống đem quỷ vương phong đô đại trận của hắn hung hăng trấn áp Đồng thời cũng trấn áp Quỷ Trận Thánh Chủ ở vùng hư không này. "Vô dụng thôi, ngươi không giết được ta." Quỷ Trận Thánh Chủ gầm lên, khí tức trên người dao động, không ngờ lại muốn tự bạo. "Muốn tự bạo sao? Ngươi nghĩ nhiều quá, thân phận bản thiếu, ngươi lập tức sẽ biết." Tần Trần hừ lạnh một tiếng, thân hình bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Quỷ Trận Thánh Chủ, trong thân thể chợt tràn ngập ra vô số xúc tu, bỗng dưng xuyên thấu thân thể Quỷ Trận Thánh Chủ, cùng lúc đó, trong đồng tử Tần Trần, một đạo linh hồn lực mơ hồ thổi quét qua. Lực lượng linh hồn cường đại nhanh chóng tràn ngập vào trong linh hồn Quỷ Trận Thánh Chủ chỉ một lát từng trần đã cảm giác được một cổ linh hồn trùng kích mãnh liệt cuốn tới lực lượng linh hồn của hắn vậy mà đang kịch liệt rung động muốn nô dịch ta không thể nào linh hồn hải của quỷ trận thánh chủ đang sôi trào kịch liệt bùng nổ ra trùng kích linh hồn kinh người giờ phút này hắn cuối cùng cũng cảm thụ được tu vi chân chính của từng trần sơ kỳ đỉnh phong thánh chủ vậy mà chỉ là một thánh chủ sơ kỳ đỉnh phong kinh hải cả đời của hắn đều không có nhiều hơn một ngày hôm nay hắn đã từng là thánh chủ hậu kỳ coi như là cảnh giới giảm xuống tăng nguyên bị hao tổn nhưng cũng không thể bị một tên thánh chủ sơ kỳ đỉnh phong có thể đánh bại và nô dịch nhưng hiện tại hắn vậy mà cảm giác được linh hồn hải của mình vậy mà bị từng trần xuyên thấu từng chút một ánh mắt từng trần cũng lạnh lẽo quỷ trận thánh chủ này từng là thánh chủ hậu kỳ lực lượng linh hồn vô cùng mạnh mẽ trong khoảng thời gian ngắn mình vậy mà không thể nô dịch bất quá từng trần cũng không nóng vội nếu chỉ dựa vào chính hắn muốn nô dịch quỷ trận thánh chủ quả thật có khó khăn dù sao cảnh giới cũng chênh lệch quá lớn thế nhưng có vạn giới ma thụ hắn căn bản không sợ từng đạo ma thụ chi lực không ngừng rót vào trong đồ quỷ trận thánh chủ dần dần ánh mắt quỷ trận thánh chủ bắt đầu mơ hồ linh hồn lực của từng trần bắt đầu hình thành cấm chế và phù văn trong đầu quỷ trận thánh chủ xa xa nhìn thấy quỷ trận thánh chủ kịch liệt dãy dụa hỏa lão cùng đao vương mộ chi phong đều khiếp sợ đến ngây dại hai người liếc nhau chỗ sâu trong đôi mắt đều hiện lên một tia lệ mang thân hình nhoáng một cái trong nháy mắt liền lướt về hư không phía xa trải qua khoảng thời gian chữa trị này bản nguyên trong cơ thể hai người đã chữa trị một tia đối mặt với tình huống quỷ dị bực này nào còn dám dừng lại liều mạng muốn chạy trốn khỏi nơi đây chỉ là thân hình bọn họ vừa mới động u thiên tuyết và hành thiên nha liền di chuyển hai người đồng thời ngăn trước người hỏa lão và đao vương mộ chi phong muốn chặn hai người lại cút ra hỏa lão và đao vương mộ chi phong đồng loạt giận dữ trên quyền sáo của hỏa lão trong nháy mắt bộc phát ra ánh lửa chói mắt một quốc gia lửa xuất hiện đại biểu cho văn minh hỏa diễm trong quốc gia hỏa diễm kia một đồ hỏa loan phóng lên tận trời lao thẳng tới hành thiên nhai mà ở một bên khác đáy mắt đao vương mộ chi phong cũng hiện lên một tia hung hãn chiến đao trong tay hắn đột nhiên nâng lên đao khí thông thiên quanh quẩn tỏa ra thần quang màu đen hóa thành một hư ảnh đao mang màu đen thông thiên nhắm ngay u thiên tuyết hung hãn chém xuống đào khí kia tràn ngập tung hoành vô song phản phất như muốn xé rách cả bầu trời quét ngang tất cả hắc hắc đã đến lúc này rồi lại còn dám phản kháng nếu ngươi là thời kỳ toàn thịnh bản tổ còn sợ ngươi một phần nhưng hiện tại ngươi đã chật vật như vậy cũng dám càng rỡ trước mặt bản tổ ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói chờ thiếu gia xử lý hành thiên nhai cười lạnh một tiếng trên đỉnh đầu xuất hiện hải dương vũ hồn lực lượng vũ hồn kinh khủng lập tức tràn ra bao phủ hỏa diễm quốc lập tức hỏa diễm quốc độ cùng võ hùng quốc độ âm âm va chạm âm một tiếng hai người bộc phát ra tiếng nổ vang kinh thiên hành thiên nhai chỉ cảm thấy một cổ lực lượng ngập trời cuốn tới thân thể bị đánh bay ra ngoài khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn bất quá hỏa lão cũng không khá hơn bị hành thiên nhai ngăn cản như vậy thân hình trì trệ căn bản chạy không thoát được ở một bên khác u thiên tuyết đối mặt với sát chiêu của đao vương mộ chi phong cũng lù lù bất động trong tay nàng một thanh kiếm sắc xuất hiện kiếm quang lấp lóe trong thiên địa chợt quanh quẩn ra hàng khí lạnh lẽo trong hư không vô tận toàn thân u thiên tuyết hiện ra ánh trăng trong sáng như thần nữ cửu thiên từ trên trời giáng xuống chạm vào sát chiêu của đao vương mộ chi phong vô số đao khí xẹt qua thân thể u thiên tuyết chấn nàng lui lại u thiên tuyết giống như một vị tiên tử nhảy múa trong hư không một vùng thiên địa này hàng khí âm u hư không đều phản phất bị đông kết vô số hàng quan quanh quẩn hướng đao vương mộ chi phong cuốn tới đao vương mộ chi phong giờ phút này cũng đã nhận ra thực lực chân chính của u thiên tuyết không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ thánh chủ sơ kỳ đỉnh phong thực lực u thiên tuyết mặc dù đáng sợ nhưng khí tức nghiễm nhiên chỉ là sơ kỳ đỉnh phong mà thôi ngay cả thánh chủ trung kỳ cũng chưa từng đạt tới đây đúng là gặp quỷ rồi mà bên kia hành thiên nhai không ngừng thi triển ra võ hồn lực cuốn lấy hỏa lão võ hồn lực ngươi là lão tổ của võ hồn chi hải ở đông thiên giới hỏa lão thần sắc kinh sợ mặc dù dung mạo của hành thiên nhai thay đổi nhưng thần thông cùng linh hồn lực của hắn lại không thay đổi được hỏa lão hành tổ quanh năm ở đông quang thành lúc này cũng rốt cục nhận ra thân phận của hành thiên nhai thế nhưng hành thiên nhai này không phải là lão tổ của đông thiên giới võ hồn chi hải sao võ hồn chi hải kia chính là nơi tán tu căn bản chưa từng nghe nói hắn thần phục thế lực nào a à. thiếu niên kia rốt cuộc là ai hắc hắc lão già kia cuối cùng cũng nhận ra gia gia hành thiên nhai của ngươi đáng tiếc không có phần thưởng hành thiên nhai cười lạnh hoàn toàn không cho hỏa lão có cơ hội thoát đi mà ở chiến trường bên kia dưới sự trợ giúp của vạn giới ma thụ từng trần cũng ở trong cơ thể quỷ trận thánh chủ hạ hầu tôn gieo xuống linh hồn cấm chế đôi mắt quỷ trận thánh chủ nhanh chóng trở nên mông lung sau một khắc lại lần nữa trở nên thanh minh cung kính hành lễ với từng trần chủ nhân từng trần thở dài một hơi thân hình thoát một cái liền đi tới trước mặt hỏa lão bàn tay lớn thò ra bắt lấy hỏa lão trước thiếu hiệp chuyện gì cũng từ từ hỏa lão sợ hãi gào thét nhưng từng trần nào có cho hắn cơ hội này lưu hỏa bảo hung danh vang xa lại còn làm nhiều việc ác người vô tội chết trong tay hỏa lão này không biết bao nhiêu hơn nữa đối phương đã nhìn thấy mình tự nhiên không thể để cho bọn họ sống sót rời đi từng trần lập tức thôi động tử tiêu đấu xuất cung trong nháy mắt trấn áp hỏa lão sau đó xúc tu vạn giấy ma thủ bắt đầu dũng động ra nháy mắt đã đâm vào trong thân thể hỏa lão hỏa lão kêu thảm thiết trong sự kinh hãi liền cảm giác được một lực trùng kích đáng sợ bỗng nhiên tràn vào trong linh hồn mình thực lực hỏa lão này tuy rằng không chênh lệch nhiều với quỷ trận thánh chủ nhưng dù sao cũng chỉ là nửa bước thánh chủ hậu kỳ mà thôi linh hồn vẫn chưa được lột xác so với quỷ trận thánh chủ thì dễ nô dịch hơn nhiều sau một lát đã bị từng trần gieo linh hồn cấm chế vào trong đầu trong cơ thể cũng tràn vào bản nguyên của vạn giới ma thụ sau khi nô dịch hỏa lão từng trần lại xử lý đám cao thủ đao vương mộ chi phong chỉ một lát sau trên toàn bộ chiến trường người còn sống sót tất cả đều bị nô dịch trong đó hỏa lão quỷ trận thánh chủ đao vương mộ chi phong là từng trần tự mình nô dịch hai gã thánh chủ trung kỳ đỉnh phong còn lại của lưu hỏa bảo là thông qua vạn giới ma thụ để hành thiên nhai gián tiếp nô dịch về phần hộ vệ lưu hỏa bảo chẳng những từng trần chứng mắt ngay cả hành thiên nhai cũng chứng mắt trực tiếp chém giết gần như không còn đến đây cũng hết nội dung của tập này rồi cảm ơn mọi người đã xem hết video nếu thấy hay mọi người nhớ cho mình một like một đăng ký kênh và đừng quên để lại comment góp ý của mọi người nha